Vâng, xin chào các bạn đến với Việt Devils kênh YouTube dành cho cộng đồng fan MU Việt Nam. Mình là Cô Đỏ. Và hôm nay thì hôm nay mới là thứ ba thôi. Thì ngày mai thì bọn mình mới làm cái trận uh, dự đoán về trận Young Boy mà trận đấy thì nói chung là giờ cũng, cũng chả biết là cũng, có cái gì tại vì không trận này nó trận thủ tục thôi chắc chắn chúng ta nhất bảng rồi không biết là sẽ có cái gì để nói có cái tin gì để bảo nhưng mà cái đấy thì để ngày mai còn hôm nay thì mình muốn bàn về những cái tin đồn cũng không hẳn là tin đồn mà mình nghĩ là nó có cơ sở nhất định và 99% nó sẽ là sự thật rồi. Thì đó là cái việc huấn luyện viên Rapra Nick sẽ mang về hai trợ lý mới trong cái ban huấn luyện của mình để giúp cho ông ấy, trong cái quá trình cải tổ lại và và uh, phục hưng lại MU Manchester United trong 6 tháng tạm quyền huấn luyện viên. Thì cái người đầu tiên huấn luyện viên Rapra Nick muốn đưa về là chuyên gia tâm lý thể thao uh, Sasha Lenz thì trước từ trước là Ralf cũng đã làm việc với Sasha Len ở Leipzig rồi và tiểu sử của ông Sasha Len này thì của wow, ông này cái wiki wiki này của ông này như mới lập với sao chắc là chắc có cái tin này xong là mới lập sáng nay hay là gì? à đây đúng rồi là mới lập hôm hôm qua thôi mùng sáu tháng 12 hai nên chống trơn thì uh, ông này trước giờ là cũng chỉ làm huấn uh, luyện viên về mặt tâm lý từ hồi ở Dynamo Dresden, hồi ở Leipzig đến bây giờ để MU cũng là cái chức vụ tương tự thôi thì nhiệm vụ chính của Sarri sẽ là gì? sẽ là um, giúp cho các cầu thủ tâm lý vững vàng và uh, rèn luyện được cái gọi là cái 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 ý chí và cái cái lối suy nghĩ và cái cái lối vận hành cái đầu óc nó nó phù hợp hơn với cả cái triết lý bóng đá của Rodrić cũng như là có thể sau này không phải Rodrić nữa nhưng mà Uh, cái 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 tâm lý và cái cái sự rèn luyện đầu óc của các cầu thủ mình nghĩ là sẽ cần phải được cải thiện và để phù hợp hơn với bất kỳ một huấn luyện viên nào có tầm cỡ và có cái trình độ có cái uh, chuyên môn nhất định mà người ta muốn truyền tải cho các cầu thủ thì các cầu thủ phải có cái đủ cái bản lĩnh và cái tâm lý vững vàng để áp dụng những cái để để thấm nhuần những cái những cái chỉ đạo đấy và thực hành nó trên sân và quan trọng nhất là đấy thực ra thì tâm lý mình nghĩ tâm lý là một phần rất quan trọng trong thể thao và trong môn nói chung tại vì kể cả bạn có đá hay như nào có giỏi như nào có sút mạnh như nào hay chạy nhanh như nào nhưng mà ở trong sân nếu mà đá nếu mà chả đá sân khách đá trước mặt kiểu 90.000 fan của động viên đội bạn xong rồi bạn run bạn không kiểu không chơi bóng nó lập bập xong rồi sút thì uh, run chân chân không không sút không vung hết chân xong rồi chạy thì cũng rón rén cơ thôi thì tức là tự nhiên nó sẽ cái tâm lý nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái phong độ và cái hoàn thiện trên sân tại vì tâm lý mình nghĩ là nó có thể tăng hoặc là giảm phải đến vậy hai mươi ba mươi cái phong độ và cái sự đóng góp của một cầu thủ trong từng trận đấu cho nên là nếu mà chúng ta rèn luyện được cho các cầu thủ cái tâm lý vững vàng và cái cái khả năng chịu áp lực khả năng chịu gọi là uh, nếu mà chả bị đối phương chơi xấu hay là bị trọng tài sự ép hay là gặp những cái đội mà cổ động viên đội nhà người ta cứ văng tục người ta lăng mạng cầu thủ đội mình người ta mình không mất bình tĩnh không đấy tức là mình mình hoàn toàn vẫn có thể đá và thể hiện được cái khả năng của mình mà không bị cái yếu tố tâm lý nó ảnh hưởng thì mình nghĩ đấy là một cái điều rất là quan trọng mà MU có lẽ hiện tại là đang hơi thiếu cái điều đấy tại vì sao tại vì từ hồi mà Sir Alex Ferguson nghỉ hưu thì có thể thấy là chúng ta chỉ thi đấu tốt gần như chỉ thi đấu tốt khi mà chúng ta ghi bàn dẫn trước Tất nhiên là từ thời ô chẳng hạn thì cũng đã có rất nhiều lần chúng ta lộn ngược dòng. Nhưng cái cách chúng ta lộn ngược dòng thì cũng không thể nói đấy là về mặt uh, tất nhiên là ý chí và mặt uh, tâm lý thì cũng cũng bản lĩnh thì cũng, cũng vẫn có Không phải là cầu thủ nào cũng không có nhưng mà nhìn chung thì chúng ta đang không thể hiện được cái điều đấy một cách toàn diện. Tại vì chúng ta không có một cái người đội trưởng. Chúng mình luôn coi lại cái vấn đề này là cái vấn đề đội trưởng của MU. Là chúng ta không có một cái người đội trưởng đúng nghĩa một người đội trưởng luôn có thể đứng ra và để cho các đồng đội của mình tự tin và có cái có cái niềm tin và luôn là cái điểm tựa của các cầu thủ các đồng đội ở trên sân chẳng hạn như là Harry Maguire hiện tại thì không thể làm cái điểm tựa cho các đồng đội ở trên sân được một khi mà đội mình đang bị dẫn trước hay là có một cái tình huống gì đến bất lợi thì Harry Maguire thường không không thể hiện được cái giá trị của một người đội trưởng và cái trách nhiệm của một người đội trưởng Đấy, cho nên là yếu tố về mặt tâm lý thì mình nghĩ nó 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 là hai cái cạnh một là từng bản thân từng người từng cầu thủ là phải có cái tâm lý và cái bản lĩnh vững vàng thì đó là điều mình nghĩ là một cái chuyên gia tâm lý thể thao như là Sasha Len có thể mang lại và nhưng mà cái cái yếu tố còn lại thì là cái vấn đề về trên, ở trong trận đấu ở trên sân thì phải có một cái người đội trưởng để thật sự là làm cái mỏ neo và nếu mà khi cả đội đang hơi bị lung lay thì phải giữ chặt cả đội lại phải không không cho cả đội dịch chuyển các thứ và đẩy cả đội đi lên đấy thì thì cái đấy là một cái vấn đề khác nữa thì mình không hiện tại thì cũng chưa có cái thông tin gì là ai sẽ là người uh, nắm cái băng đội trưởng dưới thời của luyện viên Rafael có thể vẫn sẽ là Harry Maguire thì nếu mà điều đấy xảy ra thì mình không ngạc nhiên thì khả năng đấy chắc là vẫn là khả năng cao nhất nhưng mà uh, thật sự là cái yếu tố tâm lý nó rất là quan trọng trong thể thao và trong bóng đá cho nên là hy vọng là huấn luyện với sự xuất hiện của chuyên gia tâm lý thể thao Sasha Len thì có thể sẽ mang lại một cái sự đổi mới và một cái sự tiến bộ về mặt tinh thần và cái bản lĩnh thi đấu của các cầu thủ mô thì đấy một điều mình nghĩ là sẽ bổ sung rất lớn cho cái mùa giải này của chúng ta trong 6 tháng còn lại thì đây là cái người đầu tiên cái người đầu tiên trong cái ban trợ lý mà huấn luyện gần như chắc chắn sẽ mang về cái người thứ hai thì là một uh, hiện tại đang đang là huấn luyện viên của một đội Toronto nhưng mà vừa mới bị sa thải rồi tại vì hình uh, như là trận cuối là thua 7-1 thì đấy nói chung là ông này thì ông này cái thành tích huấn luyện thì cũng có vẻ là cũng không phải là cái gì ghê gớm lắm ông này đấy uh, đây Toronto thì mới dẫn dắt được có 15 trận thắng 2 thua 10 hòa 3 À, thì, thì ông này thì làm trợ lý thôi thì thì cũng không mình nghĩ là cũng không không quá ảnh hưởng ông này thì trước đã từng làm việc với với, với huấn luyện viên Runick rồi tại vì là cũng làm việc ở New York Red Bull tại vì Runick là đóng vai trò uh, trong tất cả những cái đội bóng của Red Bull tại vì uh, runnick là gọi như là chuyên gia cố vấn của Red Bull để xây dựng cái cái thương hiệu thể thao trong cái môn bóng đá thì tất cả những đội Red Bull Red Bull Leipzig Red Bull Salzburg, Red Bull New York Red Bull thì đều là đã trải qua cái bàn tay nhào nặn của huấn luyện viên Ronick thế cho nên là mình nghĩ đối với huấn luyện viên thì đây là một người mà ông ấy đã làm việc cùng và ông ấy nghĩ rằng là Chris Amas có thể sẽ là một người một cái sự bổ sung uh, hữu ích cho cái ban huấn luyện và cho cái thời gian của ông ấy trên công vị huấn luyện viên trưởng ở mẫu thì mình nghĩ là như mình đã nói rồi thì huấn luyện viên muốn đưa ai về thì để ông ấy đưa về thôi chứ chúng ta bây giờ cũng không thể nào nói là uh, bàn luận mà là nên đưa ông này ông kia về thì bọn mình có biết cái gì đâu ông Chris Amat là với cái ông Sacha Len này thì thật sự là trước khi có những cái tin này thì ai biết ai ông này nào ai mà quan tâm là hai ông này nào thế đấy nhưng mà hơn là ông ấy đã từng làm việc cùng hai ông này rồi ở các đội bóng cũ và hiện tại ông ấy tin tưởng để đưa những con người, người này về thì mình nghĩ là nên nên để điều đấy xảy ra và chắc chắn nó sẽ xảy ra thôi tại vì chả có lý do gì ngăn cản hay là không không đồng tình với quyết định của Ronick ạ với ông uh, thật sự là ông Chris này trông cũng khá là chiến trong tay chân cơ bắp mà đấy đầu chọc thấy mấy cái ông đầu chọc kiểu Pep Guardiola nó có cái sự gọi uh, là cái cái sự chiến nhất định mặc dù cũng không nhất thiết là phải đứng ra sân kiểu uh, phải là gầm gừ hay là vung tay đá chân thì cả nhưng mà nói chung là nhìn nhưng nó có cái uy ý, nên là cầu thủ có thể nó cũng sợ nên là không không chỉ mỗi runic cầu thủ nó nghe mà trợ lý huấn luyện viên cầu thủ nó cũng phải nghe thì cái điều đấy nó cũng mình nghĩ cũng rất tốt tại vì cái vai trò của trợ lý huấn luyện viên thì không hoàn toàn là phải đưa ra những cái uh, không hoàn toàn là phải đưa ra những cái ý kiến hay cái ý tưởng gì quá là khác biệt so với huấn luyện viên trưởng nhưng cái vai trò của lý, của trợ lý huấn luyện viên sẽ là giúp cho huấn luyện viên trưởng truyền truyền uh, tải và À, nhưng mà truyền đạt cái suy nghĩ và cái 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 cái, cái, cái tư tưởng đá bóng, cái phong cách đá bóng đối với các cầu thủ và làm sao để làm sao để cho các cầu thủ thấm nhuần được hơn cái tư tưởng và cái à, nói chung là cái triết lý bóng đá của huấn luyện viên trưởng thì đấy thì thì bản thân cái người trợ lý huấn luyện viên và huấn luyện trưởng cũng phải có tương đối cái sự đồng nhất về cái mặt uh, tư tưởng về cái mặt chiến thuật về cái uh, gọi là định nghĩa về cái lối chơi và cái định hình về cái phong cách chơi bóng thì hai người này phải tương đối tương đồng thì có vẻ như là theo những gì mình đọc thì Chris Ahmad cái cái lối chơi cũng tương đối là thiên về pressing tại vì cũng cũng là từng làm việc với Ranick thì cũng coi như là học trò của Ranick đi đấy thì sẽ sẽ là một bổ sung tốt cho cái việc mà để áp đặt cái không phải áp đặt mà là để truyền tải cái cái cái, cái lối chơi pressing và cái cái cái, cái cái lý tưởng về cái là đội bóng phải đá pressing và phải chạy liên tục chạy chỗ liên tục bàn vật liên tục thì Chris Amat mình nghĩ là một cái sự lựa chọn phù hợp cho cái vị trí trợ lý huấn luyện viên của Manchester United dưới thời của huấn luyện viên Ralf Còn sau đấy sau này khi mà có một huấn luyện viên trưởng khác về đến mùa hè năm sau chẳng hạn thì lúc đấy hoàn toàn cái bộ sậu nó có thể thay đổi hoặc là như vẫn vẫn những những ông này ngồi làm tiếp. Tại vì Rangnick lúc đấy nếu vẫn giữ cái vai trò là cố vấn trong khoảng hai năm thì mình nghĩ là vẫn sẽ mình vẫn sẽ ổn thôi nếu như ông này vẫn làm đây xong rồi cái có thể là cái ông huấn luyện viên trưởng mới có thể mang về một cái con người khác chẳng hạn Đấy, mà, thì không biết là như nào và cũng hiện tại thì mình cũng đang xem không biết là cái hợp đồng của hai cái ông uh, Sacha Len với ông Chris Amos này thì là ký theo cái dạng gì tại vì nếu như mà ký hợp đồng dài quá thì mình nghĩ cũng không hợp lý có thể là cũng sẽ nghĩ cũng sẽ giữ cũng, cũng sẽ ký khoảng 6 tháng thôi giống như là runic hoặc là 6 tháng xong rồi um, sẽ có một cái điều khoản gì đấy để gia hạn uh, dựa trên một vài cái điều kiện gì như đấy nhưng mà mình nghĩ là sẽ không ký lâu tại vì nếu mà trong trường hợp runic chắc chắn sẽ là chỉ làm huấn luyện viên 6 tháng thôi sau đấy sẽ làm cái cái, 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 cái vai cố vấn kia và chúng ta thuê một huấn luyện viên khác thì huấn luyện viên khác đương nhiên người ta sẽ phải mang những cái bộ dậu của người ta về những cái trợ lý những cái người người ta muốn làm việc cùng về cho nên là nếu mà thuê hai ông Amap với cái ông Sashaland để giải hạn thì mình nghĩ là cũng không hợp lý cho nên là mình nghĩ chắc là cũng khoảng 6 tháng thôi nói chung là không không phải là một không phải là một cái nước đi rủi ro gì cả đấy mà thật sự là Ranick muốn đưa ai về muốn làm việc cùng ai thì hãy để ông ấy làm và hãy để ông ấy xây dựng lại đội bóng theo cách của ông ấy chúng ta cũng không không nên có quá nhiều ý kiến ý cò thế thì mình là coi biết gì đâu nếu mà biết được hai ông này là hai ông nào từ trước thì đã nói chả biết hai ông này là ông nào đi phải để người ta về người ta uh, nói chung là thể hiện và xem là cái đóng góp và cái giá trị của hai người này với uh, cái đội bóng nó sẽ như thế nào thì điều đấy phải để thời gian trả lời đấy thì, uh, thì hôm nay thì mình cũng chỉ muốn nói đến đây thôi chứ còn uh, nói dài hơn thì về hai cái ông này thì cũng không có quá nhiều thứ để nói nữa nói là mình nghĩ là cái sự lựa chọn này thì nó phù hợp hay không thì chúng ta phải đợi thời gian để biết là ngay cả huấn luyện viên run ấy, có phù hợp hay không thì chúng ta phải đợi thời gian mới có thể khẳng định được chứ mới qua một trận đấu mặc dù là có rất nhiều cái điều tích cực chúng ta đã nhìn vào chúng ta đã nhận xét đây là có cái sự thay đổi rõ ràng mặc dù mới chỉ sau một trận đấu và sau một một hai buổi tập thôi thậm chí là chưa được trọn vẹn một cái buổi tập Đấy, nhưng mà đã có sự thay đổi nhưng mà cũng chúng ta không thể nói là chắc chắn là huấn luyện viên run ấy sẽ thành công và MU sẽ trở lại đấy tại vì ngay dưới thời của Ole, dưới thời của Mourinho, dưới thời của Van Han thì nhiều khi là chúng ta cũng khởi đầu rất là hoành tráng, rất là oanh liệt nhưng cuối cùng thì những người đấy vẫn phải ra đi. Thế nên là không chúng ta không nói trước được gì, không không nghi ngờ cái khả năng của những cái con người này, nhưng mà cũng không gọi là tôn sùng và uh, thần tượng họ quá mức ngay hiện tại, tại vì cũng phải để thời gian trả lời. Nên là hiện tại thì chúng ta cứ theo dõi và ngóng theo các thông tin của đội bóng và cứ tiếp tục ủng hộ đội bóng thôi. Thì tiếp theo là bọn mình sẽ làm cái video dự đoán trận đấu với Young Boy vào ngày mai. Đấy và cuối tuần này thì vẫn sẽ có một trận đấu với Norwich nữa. Đấy thì cái đợt này là chúng ta sẽ liên tục thi đấu để hết cái đợt đến Boxing Day, cái ngày lễ tặng quà là chúng ta sẽ xong cái lượt đi giải bằng ngoài anh. Cho nên là cái lịch đấu nó sẽ rất là dày nên là các trận đấu sẽ diễn ra liên tục. Thì bọn mình cũng sẽ cố hết sức để làm tất cả các trận đấu thôi. Cũng với mình thì chắc chắn mình sẽ làm cả trận thì mình bình thường thì các trận giao hữu mình cũng xem hết mà nhưng mà không có cái vấn đề gì vẫn thu xếp một thời gian để làm hết thôi còn uh, những cái người triển triển chiêu và hiếu sikerei thì có vẻ là cũng uh, có thể tham gia được trận nào tham gia được sẽ tham gia uh, hiếu sikerei thì chắc là sẽ bận hơn tại vì phải tập trung vào làm cái vlog riêng nữa còn triển uh, chiêu thì cũng chắc là cũng sẽ làm với mình nhiều nhưng mà cũng cũng tương đối là bận tháng 12 hai thì uh, những cái nào mà mình làm được cùng sẽ làm cùng còn nếu không thì sẽ ít nhất là bản thân mình thì cũng sẽ làm hết tất cả những cái dự đoán và những cái uh, reaction sau trận đấu tất cả các trận đấu của mô đấy thì uh... thôi đây là hết cái phần uh, chia sẻ của mình về cái hai cái con người mới mà huấn luyện viên Ravnik muốn đưa về thì uh, nếu như các bạn thích những content như thế này thì hãy like share và subscribe cho kênh Việt Devils và theo dõi bọn mình trên YouTube và trên Facebook uh, bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn bye bye